Xin chào quý anh chị và các bạn. Hiện tại thì Thắng đang có mặt ở một cái công viên ven cái con sông nhỏ của huyện Nhân Trạch. Mà ngày hôm nay khi đọc được bài báo này thì thấy cũng khá là vui, bởi vì một cái thông tin hạ tầng nữa, và nó liên quan tới con kênh và liên quan tới những tuyến đường dọc con kênh. Đó. Thì chỗ này là một cái công viên của một cái dự án. Ai đã xem kênh của Thắng thì cũng đã thấy con quen. Đó là cái con đây đấy, công viên ven sông của cái dự án Tiến Lộc Garden, đúng không ạ? Thì ngày hôm qua là ngày 30 tháng 1 năm 2023. Đó, chúng ta cũng hôm nay là ngày vía thần tài. Hôm nay là ngày mùng 10 này, ngày vía thần tài này. À, chúc cho anh chị là thật nhiều tài lộc trong năm mới nha. Rồi, thì ngày hôm qua là ngày chính thức khởi công về cái việc mà sẽ làm lại cái con mương này, kiên cố lại con mương này cho nó đẹp hơn. Đó, có thể là kè bờ đó các bạn. Kè bờ rồi là làm thêm hai con đường hai bên. Làm thêm hai con đường hai bên nhá, chạy dọc ven sông từ đường Lý Thái Tổ, từ đường Lý Thái Tổ của huyện Nhân Trạch, đường tuyến đường liên xã đó quý anh chị. Chạy tới đường 25C. Đường 25C là đường đi vào sân bay, thì nó sẽ cắt qua đường 25B này, rồi tiếp tục đi vào đường 25C. Đó. Thì cái giá trị nó ở đây là đây là một cái công viên này, công viên của dự án Tiến Lộc. Thì cái con mương nó ở phía sau này này các bạn này. Đó. Thì quý anh chị để ý những cái đoạn đường mà hay là có những con mương, con kênh nhỏ, thì khi mà được kiên cố ấy, và làm đường xung quanh ấy, thì quý anh chị để ý những cái vị trí đó. Thắng thì Thắng thấy có một cái năm ngoái là trên Long Thành đó, là cái đoạn Long Thành thì có một cái con cũng giống như vậy, con mương giống như vậy này, con sông cũng khá lớn như vậy này. Đó, trên Long Thành thì trước đây nó rất là dơ, và khi mà được cải tạo, được kè bờ và làm đường lại thì nguyên một cái dãy phố buôn bán kinh doanh giống như là phố tàu đó quý anh chị. Đó, giống như là phố tàu đó. Đó, thì nên trước cái thông tin về hạ tầng như vậy nên là làm cái video này chia sẻ với quý anh chị để quý anh chị biết được, từ đó có định hướng cho mình cái chiến lược và đầu tư trong cái giai đoạn 2023 này. Đó, một cái giai đoạn mà Thắng nghĩ là nó ở cái vùng đáy khá là tốt nhá. Nhưng mà hiện tại chúng ta phải có tầm nhìn phải ít nhất một năm trở lên nhá, chứ giai đoạn này chúng ta ăn sổi không có được đâu. Đó, và những ai, kể cả những ai mà muốn đầu tư mua một cái lô đất để mà sau này buôn bán kinh doanh, thì những cái tuyến đường mà chạy dọc ven sông như vậy thì cũng rất là ổn. Hoặc là ai có tài chính hơn thì có thể vào thẳng những dự án như vậy này quý anh chị này. Đó, Tiến Lộc Garden này. Đó, thì những cái mặt tiền mà quay ra cái hướng công viên hay là nhìn về cái phía bờ sông, sau này là cái tuyến mà sẽ dọc nối từ 25B tới 25C, hai tuyến đường lớn nhất của huyện Nhân Trạch, cũng rất là tốt. Đó, thì tí nữa Thắng sẽ lên bản đồ quy hoạch để Thắng cho quý chị thấy nó được rõ hơn. Đó, và kể cả cái bài báo luôn. Đó, thì hôm nay trời khá là nắng. Hôm nay là cũng là ngày mà từ trước Tết hôm nay tới Thắng mới tới cái dự án này. Đó, thì hiện tại trước những thông tin như vậy thì cái việc mà quý anh chị mà để ý về phân khúc bất động sản ấy, thì thứ nhất là có dự án ấy, thì có hai dự án. Thứ nhất đó là Tiến Lộc Garden ở gần với cả đường 25C. Thứ hai đó là dự án Thăng Long Home ở gần đường 25B. Thì đây là hai dự án hiện tại là sát được với cái tuyến đường mà ngày hôm qua đã khởi công rồi. Đó, đã được khởi công. Còn lại là chúng ta là hết dự án rồi. Đây là sát cái tuyến đường và cái con mương này nha. Còn về phân khúc về đất nền dân cư hiện hữu hay đất sào thì chúng ta cũng để ý lại cái phần phân khúc đất chạy dọc theo con mương như vậy. Đó, thì tí nữa lên chúng ta lên bản đồ kế hoạch nhá. Thì đó là cái thông tin mà Thắng chia sẻ tới quý anh chị. Đó, được không ạ? Đó. Phân khúc dự án, tại vì mỗi người thì có một cái phân khúc ưa thích riêng. Đối với những người thì phải vào dự án thì mới mua. Còn có những người thì lại không bao giờ thích dự án nha quý anh chị. Đó. Đó, nên là không ai giống ai, mỗi người một khẩu vị mà quý anh chị. Được không ạ? Rồi, ngày mùng 10 thì ngày vía thần tài, chúc anh chị năm mới thật nhiều tài lộc. Chúng ta cùng lên bản vẽ quy hoạch nhé quý anh chị nhé. Rồi là coi qua cái bài báo đó. Còn đây là cái bài báo mà Thắng đã chia sẻ ở Nhân Trạch kiên cố hóa kênh Bà Ký, nâng cấp tuyến đường Hùng Vương. Đó, và ngày 30 tháng 1, Ủy ban Nhân dân huyện Nhân Trạch đã
khởi công dự án kiên cố hóa kênh Bà Ký, cải tạo nâng cấp tuyến đường Hùng Vương. Đây là hai công trình trọng điểm của huyện Nhân Trạch có tổng vốn đầu tư là 360 tỷ đồng. Đó thì cơ bản là về cái bài báo này, và Thắng sẽ qua cái quy hoạch để các bạn có thể nhìn rõ hơn. Thì cái kênh Bà Ký ở đây, cái điểm bắt nguồn từ đây. Như cái trong cái nội dung của cái lễ khởi công đó thì có chia sẻ là cái điểm bắt đầu sẽ là từ tuyến đường Lý Thái Tổ Thắng Vệ Tinh này các bạn này. Đây này, hay được gọi là DT769 ấy, ngay cái điểm cầu Phước Thiền này các bạn này. Đó. Cầu Phước Thiền đó. Thì từ cái điểm cầu Phước Thiền này ra với đường Lý Thái Tổ thì sẽ là chạy dọc đây điểm đầu đây nha các bạn nha. Đường Lý Thái Tổ này thì các bạn thấy rằng nó sẽ nối từ cái ngã tư Bến Cam này, Thắng đang ngồi tại ngã tư Bến Cam này. Đây là đi ra cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh này. Đó thì đó là một cái tuyến đường Lý Thái Tổ, là một tuyến đường liên huyện của huyện Nhân Trạch, đấu nối ra bên trung tâm thị trấn Long Thành. Đó. Và cái vị trí từ điểm đầu này chạy theo cái đường thẳng này, các bạn thấy theo quy hoạch không? Đó, là hai bên hai cái màu này. Ở giữa là kênh thì có nghĩa là hai bên sẽ là hai cái tuyến đường, và cái giai đoạn này là chỉ là không thể nào mà làm hết giống như cái vẽ này được, bởi vì là vẽ này nó khá lớn thì làm chỉ khoảng 5 đến 6 mét cái đoạn đường này mỗi bên nhá. Đó, chạy dọc, chạy thẳng này, chạy thẳng qua thì điểm đầu tiên sẽ đấu nối với cả đường 25B, là một tuyến đường đi thẳng vào trung tâm của huyện Nhân Trạch và đi ra bên đây là quốc lộ 51, được không ạ? Đó, và từ cái đường 25B này sẽ kết nối thẳng vào trong đường 25C. Đó, thì theo cái lễ khởi công này, đó là từ đường Lý Thái Tổ này. Đây, thằng vẽ luôn các bạn. Thằng vẽ cho các bạn dễ nhìn nha. Từ Lý Thái Tổ này, đó, sẽ nối vào 25B ở đây. 25B ở đây. Đấy, đấu vào 25C. Đấy, là nguyên cái đoạn mà thằng vẽ này này. Đây, các bạn nhìn rõ không? Đó. Thì ở đây, nếu mà trong cái việc mà cái tuyến đường này đã làm đến khởi công rồi thì trong đoạn tới chắc chắn là sẽ làm rồi, thì cái việc chúng ta sẽ tìm mua bất động sản như thế nào. Như ở đầu video mà Thắng chia sẻ thì ở đây có hai dự án. Trước tiên về phân khúc dự án nhé, lúc cái video lúc đầu là Thắng đứng ở cái dự án Tiến Lộc, là cái phía bên đây, cái kênh bên đây đó, thì là đứng ở cái công viên này, công viên của dự án Tiến Lộc này. Đó, thì dự án Tiến Lộc này nó cách cái đường 25C chỉ 300m thôi, từ ngã tư này đi về đây khoảng 300m. Thì từ 25C sau này có thể đi thẳng về đây, có thể đi rẽ về đường, đi đây rẽ về cái theo cái tuyến đường này, chạy dọc kênh để đi về dự án cũng được. Đó, rất nhiều tuyến đường, hoặc từ đây có thể chạy thẳng về phía 25B cũng được khi cái tuyến này được mở nha. Đó, và chạy thẳng về đường Lý Thái Tổ phía bên đây cũng rất là thuận tiện. Khi một tuyến đường mở ra thì mọi kết nối giao thông nó cực kỳ là thuận tiện. Đó, và nó phần là tô điểm cho cái dự án này hiện tại nó đang đi qua ngang vào dự án này. Đó, kênh chính giữa. Rồi còn cái dự án tiếp theo, đó thì dự án Tiến Lộc các bạn nhé. Thắng có làm mấy cái video về cái dự án Tiến Lộc này và những cái tiềm năng của nó thì Thắng đã phân tích khá là kỹ, thì các bạn xem lại những video đó. Còn ở đây, cái dự án thứ hai đó là dự án của Thăng Long Home, nói chung với cả bên Richland. Richland này là của bên DIC, còn bên Thăng Long Home thì là mặt tiền đường 25B. Đó, thì đây là một cụm đó, và nó cũng có hiện tại nhá, hiện tại thì đoạn này đã có đường. Đó, bên dự án họ đã làm một cái đoạn đường để đi vào dự án ở bên dọc kênh bên đây rồi. Đó, được không ạ? Đó, các bạn nhìn này, nhìn vệ tinh để các bạn thấy được con sông này, con kênh này này. Đó, con kênh xanh xanh đó. Đó, hai bên là ruộng, được không ạ? Đó, thì hiện tại là chỉ có hai cái phân khúc dự án này thôi. Đó, và các bạn muốn tìm hiểu về hai thông tin về hai dự án này thì các bạn hoàn toàn có thể liên hệ mình sẽ hỗ trợ các bạn. Rồi, ngoài cái việc dự án ra, những người không thích về cái phân khúc dự án mà muốn mua về đất dân thì sao? Đây các bạn nhìn này, cứ dọc hai con kênh này, trước tiên là chúng ta phải loại trừ những đất hạ tầng màu đỏ như vậy này. Đó, cứ ưu tiên đất ở đô thị. Ở đây là chỗ này đó là trung tâm thị trấn Hiệp Phước, và chỗ này nữa đấy, thì nó là cái dự án chỗ này sau này cũng đẹp này, thì ODT đó là thị trấn Hiệp Phước thì nó ODT, còn huyện thì sẽ là ONT như các bạn này này. Chỗ này có một cụ ONT ở đây này. Đó, thì các bạn ưu tiên là cái màu hồng và màu ODT trước. ONT là màu hồng nhá. Thì ở gần 25B thì đây chúng ta sẽ phóng cái này xuống rồi. Đây. Đấy.
Đây thì có những thửa đất như vậy này, các bạn thấy không? Còn tạm thời đó là đất ở, nhưng mà cái việc mà nó là ở thuộc ở hay dự án, hay là đất ở thuộc dự án quy hoạch cho dự án, hay là đất ở để sau này người dân chúng ta bình thường có thể vào ở được, thì chúng ta cần phải xem xét lại kỹ hơn nha các bạn. Đó. Rồi. Chỗ này thì thằng Nghi là khả năng lên là dự án rồi, hai bên đoạn này. Đó, khả năng cao. Đấy chỗ này này, các bạn thấy không? Đó, tại vì đây có tín lộc rồi, bên đây thì khả năng một dự án nữa, bởi vì nó ngay đằng sau của cái dự án Thăng Long Home và Richland. Đó. Nha. Rồi, bên đây thì dọc kênh này thì nó gì? Có khu chợ, khu công viên và cái bệnh viện ở đây. Khu chợ này đã được quy hoạch rồi và đây đã là một quỹ đất để phát triển dự án ở chỗ này rồi. Đó. Thì còn cái cụm các bạn thấy không? Các bạn thấy có một cái cụm màu hồng ODT này, chỗ này này. Thì cái vị trí đất này là cái vị trí của một người bạn của mình, cũng khá là thân. Đó, khá là thân nha. Một người anh. Đó. Các bạn thấy không? Nhìn tô vẽ đẹp không? Đó. Rồi. Rồi qua bên đây. Bên đây thì các bạn nhìn, đầu tiên chúng ta phải nhìn về dân. Này, chúng ta nhìn về dân là dân ở gần ra đến bờ này rồi. Gần ra tới bờ này rồi thì thắng nghĩ là cái chúng tất nhiên chúng ta sẽ cần phải xem xét lại. Bên đây thì không dân thì nó khá là nguy hiểm hơn. Đó. Còn bên đây thì nó có dân nhiều ra đây rồi này. Đó thì khả năng an toàn của nó cao, họ cao hơn và có những công ty này bạn này, thấy không? Đó người dân. Ở cái đoạn này thì có người ở đây nhé các bạn nhá. Từ cái đường 25B này này. Từ cái đường 25B này là cái đường nó có sẵn rồi này. Sao mà yếu quá ta? Từ cái đường 25B này này, dọc đây là có đường đi vào rồi nhá. Chỗ này là có đường đi vào rồi nhá. Đó. Đó. Bạn thấy không? Đó. Còn cụm bên đây thì đấy, mấy cụm này thì chưa chưa chắc đâu. Cụm đây thì cũng hên xui này. Đó, chúng ta phải kiểm tra kỹ lại. Bên đây thì khả năng là dự án rồi. Không được, bên đây khả năng là an toàn chứ. Bên đây thì khả năng là an toàn. Ok không ạ? Đó. Đó, thì nói chung là khi mà chúng ta đưa ra quyết định đầu tư thì chúng ta cần phải đọc bài kỹ hơn, kiểm tra nó kỹ hơn. Nhưng mà đối với này kênh bà ký các bạn này, đối với chỗ mà thuộc dự án thì sao? Bởi vì là có một câu chuyện như vậy này. Thực ra ấy, cái tuyến đường này mình biết nó khá là lâu rồi. Cách đây gần một năm rồi các bạn. Bởi vì khi tại vì gần nhà Thắng trong đây buổi sáng hay cà phê với một số người bạn, đó trong đó một số người này cũng có rất nhiều công sản và họ cũng biết rất nhiều thông tin. Đó thì lúc đó cái cơ hội này nó đến với mình khá là sớm và lúc ấy người đó đã chỉ mình là mua dọc theo cái tuyến kênh này, ngồi cà phê và chỉ thẳng mua dọc theo cái tuyến kênh này luôn. Nhưng lúc đó thì mình đánh giá cái đoạn kênh này khả năng chưa làm đâu, đánh giá không có cao. Cuối cùng cái cách đây một tuần thì mình biết thêm một người nữa, mình biết thêm một người, nghe một số anh em kể chuyện là biết thêm một người. Người này thì các bạn Thắng biết là cũng không thể, nếu là không thể kể ra thì người này thì cũng rất là có điều kiện này và có cái tầm đó. Thì chỗ đó thì ông ấy đã mua quỹ đất của ông chỗ này các bạn này, nguyên khu này này, các bạn thấy cái vòng xoay, từ vòng xoay thì bạn xấu cho thấy chỗ này này rất là đẹp, một khu công viên, một khu quán rất là đẹp, mới xây mới làm xong đó. Thì mới biết được rằng là người này đã mua rất nhiều ở cái đoạn này rồi, mua rất rất nhiều ở cái đoạn này rồi và có cái tầm nhìn riêng đó. Còn về đất thuộc quy hoạch phát triển dự án này không thì tất nhiên là chúng ta vẫn có thể đầu tư được, nhưng với mức giá nào thì chúng ta có thể đầu tư, quan trọng là mức giá chứ không phải là đất phát triển dự án vẫn mua được nha các bạn nha, nhưng quan trọng là mức giá chúng ta mua ở cái mức giá nào cơ đó. Thì đó là cơ bản thì đang chia sẻ, và vài bữa Thắng bắt đầu Thắng nghiên cứu kỹ hơn ấy, thì có những thông tin nào Thắng sẽ tiếp tục chia sẻ với các bạn, và có những cơ hội nào mà nó cảm Thắng cảm thấy tốt ở cái khu vực này thì Thắng tiếp tục chia sẻ với các bạn nhé. Rồi thì đó là cái cơ bản về cái video này, một thông tin khá là tốt mà mình cũng khá, khi biết thông tin này thì mình cũng rất là tiếc, bởi vì là mình đã biết được cái cơ hội này, đã có người bảo mình, nói mình cái cơ hội này đã gần một năm nay rồi mà mình bỏ qua, không có sát sao. Đó chứ nếu gần một năm nay là mình đã sát sao thì khả năng là mình đã khi biết được thông tin này thì mình cực kỳ còn vui hơn nữa rất là nhiều đó, được không quý anh chị? Đó đó, và nhiệm vụ của chị là nếu muốn ở đoạn này thì quý anh chị phải đi khảo sát thôi, nếu muốn về dự án thì phải vào dự án Tiến Lộc và Thăng Long Home, Vic Land
để kiểm tra, để khảo sát, để xem nó như thế nào. Còn muốn đất dân thì các bạn sâu sát vào cái vùng này. Đó, nói chung là chúng ta phải bỏ sức ra thì chúng ta mới có tìm được cơ hội để đầu tư, đúng không ạ? Và xin cảm ơn quý anh chị đã xem cái video này.